Chào các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh đã nhận được nhiều email của các bạn nói về Luân Xa và nói về thiền định. Trong video lần này, Quốc Anh sẽ chia sẻ về chủ đề về Luân Xa. Quốc Anh sẽ nói một cách ngắn gọn nhất để cho các bạn có thể nắm qua các Luân Xa trong cơ thể của chúng ta. Và khi mà chúng ta khai mở Luân Xa thì chúng ta sẽ được gì? Và đối với những ai đang trong quá trình chữa lành cho chính bản thân mình và muốn cải thiện cuộc sống của bản thân mình, thì khi mà chúng ta hiểu về thiền định, hiểu về Luân Xa thì nó sẽ góp phần rất tích cực đến việc chữa lành toàn vẹn của tất cả chúng ta. Quốc Anh sẽ làm một loạt các video để chia sẻ về điều này. Và nếu đủ cơ duyên, Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn trực tiếp từ cuộc sống thực tế bên ngoài. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một môi trường mà chúng ta cộng hưởng cùng với nhau để gia tăng thêm những nguồn năng lượng tích cực, thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trên hành trình của chúng ta thiền định hoặc tiến tới sự chữa lành. Một số người cực kỳ sáng dạ nhưng bị tê liệt về mặt cảm xúc. Những người khác rất yêu thương nhưng cuộc sống hàng ngày của họ là hỗn loạn. Nhiều người có niềm tin lớn nhưng rất ít rõ ràng. Trong khi những người khác thì sáng tạo nhưng bị cản trở bởi sự thiếu tự tin. Tại sao mọi người rất chậm chạp trong sự phát triển của họ? Tại sao một số người trong chúng ta cảm thấy tình yêu nhưng thấy mình không thể thể hiện nó? Tại sao một số người trong chúng ta cam kết nỗ lực từ trái tim nhưng hết lần này đến lần khác trở nên bất mãn? Tại sao một số người trong chúng ta cảm thấy tự tin và mạnh mẽ trong chính mình nhưng lại trở nên sợ hãi khi chúng ta cố gắng nhận ra tiềm năng của mình? Lý do cho những mâu thuẫn như thế này nói lên điều gì? 7 trung tâm của hệ thống Luân Xa đại diện cho những phẩm chất khác nhau của bản chất chúng ta. Giống như hệ mặt trời chi phối thế giới bên ngoài, có một hệ mặt trời bên trong chi phối tâm lý của chúng ta. Mỗi hành tinh liên quan đến các luân xa khác nhau như một sự phản chiếu của hệ mặt trời bên ngoài chúng ta. Từ luân xa có nghĩa là bánh xe trong tiếng Phạn. Có 7 luân xa chính được sắp xếp từ đỉnh đầu đến chân cột sống. Mỗi trung tâm luân xa đại diện cho một phần khác nhau trong bản chất của chúng ta. Và đó là thông qua hệ thống luân xa mà chúng ta nhận được, phát ra và xử lý các trải nghiệm cuộc sống của chúng ta. Mạng lưới năng lượng này kết nối cơ thể, tâm trí, cảm xúc, tâm hồn và tinh thần. Khi hệ thống luân xa hoạt động một cách lành mạnh, khi tất cả các luân xa đều mở và liên kết, chúng ta hiện thực hóa các phẩm chất tâm linh như tin tưởng, rõ ràng, tình yêu, tự tin và hạnh phúc. Khi hệ thống luân xa không hoạt động một cách lành mạnh, có nghĩa là mất cân bằng, có thể bị chặn hoặc hoạt động quá mức. Khi một luân xa bị đóng cửa và hệ thống không liên kết, chúng ta hiện thực hóa những phẩm chất như sự bốc đồng, thiếu tự tin, sợ hãi và trầm cảm. Với sự hiểu biết về các luân xa, điểm yếu có thể được xác định và củng cố. Chúng ta đã được tạo điều kiện để nhấn mạnh điểm mạnh của mình và để tránh những điểm yếu của chúng ta. Tuy nhiên, điểm yếu của chúng ta có thể là giáo viên lớn nhất của chúng ta nếu chúng ta nắm lấy chúng và làm việc với chúng. Theo cách này, hệ thống Luân Xa cung cấp một cơ chế chữa lành và hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân, cũng như sự hiểu biết toàn diện và từ bi hơn về người khác. Luân xa có thể được trải nghiệm như một cảm giác rung rinh của một bánh xe quay
bên trong các bộ phận khác nhau của cơ thể trong khi cầu nguyện sâu sắc hoặc thiền định. Chúng không nằm trong cơ thể vật lý mà là trong cơ thể tinh tế. Thiền sinh và các bậc thầy tâm linh thực hành các kỹ thuật tâm linh sâu sắc và bền vững, thần chú và khổ hạnh để đánh thức luân xa của họ trong nỗ lực vượt ra khỏi cõi vật lý ba chiều và mang lại sự thay đổi căn bản trong ý thức của họ. Làm chủ các luân xa cũng làm chủ được năm yếu tố cho phép chúng vượt qua các định luật vật lý và tạo ra những phép màu. Hầu hết chúng ta chưa sẵn sàng cho loại thay đổi căn bản đó và nên giữ vững nền tảng trong thế giới thực cho đến khi chúng ta sẵn sàng thanh lọc nghiệp chướng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể sử dụng kiến thức về các luân xa để biến đổi và chữa lành cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt, thông qua sự hiểu biết về cách mỗi luân xa có yếu tố tương ứng nước, lửa, đất, không khí và ether, hành tinh. Quốc Anh sẽ chia sẻ đầu tiên là về luân xa thứ nhất, còn gọi là luân xa gốc hoặc nền tảng, nguyên tố trái đất, sao thổ. Luân xa này là về nhu cầu cơ bản và nguyên thủy của chúng ta để sinh tồn như thức ăn, giấc ngủ và nơi trú ẩn. Lập kế hoạch cho tương lai và thói quen mà chúng ta cần phải có để chăm sóc cơ thể hàng ngày như bài tiết, dinh dưỡng, tập thể dục và nghỉ ngơi đều liên quan đến luân xa này. Trong cơ thể vật lý, luân xa này tương ứng với hệ thống bài tiết, là nơi tất cả các bệnh tâm thần về và thể chất bắt đầu. Vì vậy, nó là điểm khởi đầu quan trọng của sự tiến hóa tâm linh của chúng ta. Chúng ta có thể làm việc trên sự bao bọc của luân xa đầu tiên bằng cách tuân theo các thói quen lành mạnh, giữ vững tinh thần, sống đơn giản. Thiền sinh với luân xa đầu tiên được thức tỉnh hoàn toàn, có khả năng làm chủ yếu tố trái đất và không mong muốn bất kỳ tài sản vật chất nào. Trong tất cả các truyền thống thần bí, một cuộc sống của các nhà sư bắt đầu bằng việc từ bỏ các vật thể trần tục. Chỉ với một cái bát đi khất thực, đó là sở hữu duy nhất. Luân xa thứ hai, hồi sinh, nguyên tố nước, hành tinh sao kim và sao mộc. Trong luân xa đầu tiên, nhu cầu sinh tồn cơ bản của chúng ta được đáp ứng. Bây giờ chúng ta chuyển sang các lực lượng sáng tạo hơn trong chúng ta. Ở cấp độ cơ bản, nó liên quan đến tình dục. Nhưng ở cấp độ cao hơn, đó là năng lượng sáng tạo trong chúng ta và khả năng của chúng ta mở rộng. Sự bao bọc của luân xa này đòi hỏi kỷ luật về sự thôi thúc cảm xúc và sự thăng hoa của nhu cầu tình dục của chúng ta vào những khát vọng sùng bái và tâm linh. Thiền sinh và những bậc thầy tâm linh vĩ đại với luân xa thứ hai được thức tỉnh hoàn toàn đã làm chủ được yếu tố nước, vũ trụ. Nhờ đó, mọi rối loạn cảm xúc và ham muốn biến mất, cũng như sự thôi thúc tự nhiên của con người không thể kiểm soát được. Do đó, khổ hạnh và có những giới luật là một khía cạnh quan trọng của hầu hết truyền thống thần bí trên thế giới. Đối với luân xa thứ ba, hành tinh sao hỏa, luân xa này tương ứng với đám đối thần kinh mặt trời và hệ thống tiêu hóa. Đây là trung tâm của sức mạnh cá nhân và khả năng độc lập và tự chủ. Chính ở đây, chúng ta khám phá ra sức mạnh biểu hiện bên trong của chúng ta. Sao hỏa là hành tinh cần thiết để đối mặt với những thách thức và nguy hiểm, với sức mạnh và danh dự. Trong tử vi, nó cũng cho thấy mức độ độc lập, không sợ hãi và chấp nhận rủi ro mà chúng ta có khả năng. Trong khi luân xa đầu tiên có liên quan đến cấu trúc hàng ngày cần thiết cho sự sống còn, luân xa này liên quan đến việc sống sót với sự can đảm, liêm chính, danh dự và sức mạnh. Với những trận chiến và xung đột
kiểm tra quyết tâm hành động của chúng ta với sự tự tin và can đảm. Thiền sinh và các đạo sư có luân xa này được mở hoàn toàn đã hòa nhập vào yếu tố lửa vũ trụ, sợ hãi và can đảm. Họ đã hy sinh tham vọng, ý thức và bản ngã của họ vào ngọn lửa đang cháy để thắp sáng chân ngã của họ. Họ đã từ bỏ quyền lực của mình với ý chí thiêng liêng và có thể sống hoàn toàn trong thời điểm hiện tại. Ba luân xa đầu tiên là về việc phát triển ý thức lành mạnh về sức mạnh cá nhân và nhận thức về bản thân. Chúng phải được phát triển trước khi chuyển sang các luân xa cao hơn, nơi bản sắc cá nhân sẽ tìm cách hợp nhất với bản ngã phổ quát. Đối với luân xa thứ tư, nguyên tố nước, hành tinh sao Kim và mặt trăng. Trong cơ thể vật lý, luân xa này tương ứng với trái tim, hệ tuần hoàn và tuyến ức. Đây là nơi chúng ta khai thác khả năng của mình để cho và nhận tình yêu. Ở đây, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống có nhiều thứ hơn là đáp ứng cho nhu cầu cá nhân, và những hành động thực sự của tình yêu có thể là một phía mà không cần phải có đi có lại. Đó là tình yêu vô điều kiện. Luân xa này rất nhạy cảm và dễ dàng bị chặn khi chúng ta bị thương và muốn bảo vệ bản thân khỏi những cơn đau tiếp theo. Có thể mở rộng trái tim của chúng ta theo những cách sâu sắc nhất, nhưng nếu mang vết thương tình cảm, chúng cũng có thể đóng cửa trái tim chúng ta, và sự kiên nhẫn yêu thương của chúng ta có thể chuyển sang sợ hãi đeo bám. Hầu hết các rối loạn tâm lý liên quan đến một số rối loạn chức năng của luân xa tim do sự tích tụ của những cảm xúc tiêu cực và thiếu tình yêu và sự thoải mái trong thời thơ ấu. Để chữa lành luân xa này, chúng ta phải thực hành sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và quan trọng nhất là sự tha thứ thực sự của những người có thể đã làm tổn thương chúng ta trong quá khứ. Luân xa thứ năm, rất tinh khiết, nguyên tố không khí và nguyên tố ether sao mộc. Trong cơ thể vật lý, nó tương ứng với thanh quản, hệ hô hấp và tuyến giáp. Những người có quyền truy cập vào luân xa này rất thuyết phục và lôi cuốn. Các nhà hùng biện, giáo viên, diễn giả và nhà văn, họ có thể truyền đạt các vấn đề cuộc sống và đưa các khái niệm vào từ dễ dàng. Để phát triển luân xa này, chúng ta phải học cách lên tiếng nhưng cũng thận trọng theo đuổi việc nghiên cứu về chân lý cao nhất để đảm bảo rằng chúng ta đang truyền đạt trí thông minh và trí tuệ thực sự, không chỉ là những lời nói đầy cảm xúc. Các bậc thầy tâm linh với luân xa này được thức tỉnh hoàn toàn, có biểu hiện thuần khiết và truyền cảm hứng và lời nói sâu sắc. Hai luân xa cuối cùng nằm ngoài năm yếu tố. Luân xa thứ sáu, mặt trời và mặt trăng. Đây là trung tâm chỉ huy và con mắt bên trong cho tất cả các luân xa, và tương ứng với tiểu não, tủy não và tuyến tùng, tuyến yên. Mặt trời và mặt trăng nổi tiếng trong tư tưởng yoga là mắt phải và mắt trái của vũ trụ, là ý thức nguyên thủy và liên quan đến hai cánh hoa của mắt thứ ba. Chúng cho thấy mặt trời và mặt trăng trong ý thức của chúng ta được kích hoạt thông qua bên phải và bên trái, đi qua toàn bộ hệ thống luân xa từ đáy cột sống đến lỗ mũi. Khi năng lượng tập trung vào luân xa này, sự rõ ràng và nhận thức của chúng ta được nâng lên vượt ra ngoài thế giới vật chất vào thế giới thiên văn. Đánh thức luân xa này không cân bằng trước năm luân xa kia có thể tạo ra ảo ảnh và tầm nhìn có thể bóp méo hiện thực. Các bậc thầy tâm linh với luân xa mắt thứ ba đã thức tỉnh hoàn toàn, có được nhận thức thiêng liêng và làm chủ tâm trí, cũng như nhận thức về sự thống nhất của tất cả các tâm trí trong vũ trụ. Do đó, họ có thể đọc được tâm trí. Luân xa thứ bảy, hoa ngàn cánh, hoa sen. Đây là nơi chứa ý thức thiêng liêng, nơi chân ngã trú ngụ, điểm giải phóng tiềm năng hoặc giác ngộ,
Liên quan đến luân xa này, có nhiều kỹ thuật và thực hành yoga giúp chúng ta hướng tới sự bao bọc của sáu luân xa trước đó. Nhưng với luân xa này, không có hướng dẫn. Chỉ một bước nhảy của đức tin có thể khiến bạn nhảy vào sự trống rỗng để đánh thức luân xa này. Khi thức tỉnh hoàn toàn, nhận ra rằng mọi thứ đều là biểu hiện của bản ngã tối cao. Kinh nghiệm xem bản thân là một với tất cả sự tồn tại. Người ta tuân theo trạng thái tự giác. Có nhiều bậc thầy tâm linh đạt đến luân xa thứ 6, nhưng có rất ít các bậc thầy nhận thức đầy đủ. Những người đã thực sự mở luân xa này và hoàn toàn vượt qua thế giới 3 chiều. Đây là lý do tại sao rất nhiều bậc thầy và giáo viên bị cuốn vào các vụ bê bối, mặc dù ý định của họ luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Không có phím tắt, máy móc hoặc các lực bên ngoài khác có thể đánh thức các luân xa ở cấp độ hoạt động của thiền sinh. Để đánh thức những lực lượng tinh tế này, chúng ta phải nỗ lực thanh lọc cơ thể và tâm trí của những xung lực thấp hơn và duy trì các thực hành tâm linh bền vững. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho các bạn những thông tin thật hữu ích. Đối với các bạn nào đang trong quá trình thiền định, hoặc đang chữa lành, hoặc là đang tìm hiểu về những luân xa, các bạn có thể gửi về hộp thư saohealing777@gmail.com. Các bạn có thể chia sẻ về những điều khiến các bạn trăn trở. Ngoài ra, các bạn có thể like fanpage trên Facebook Linh Hồn Song Sinh. Các bạn có thể trao đổi trực tiếp với Quốc Anh qua phần tin nhắn. Và thỉnh thoảng Quốc Anh cũng có những cái live stream trực tiếp trên fanpage, là nơi để chúng ta có thể tương tác với nhau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.